Chương trình từ thủ đô Washington với luật sư Trịnh Quý Thiên xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả khắp nơi. Xin thưa với quý vị khán thính giả khắp nơi thì hiện nay đang có một vụ lùm xùm ở thủ đô Washington DC giữa ba bên. Xin thưa với quý vị là như vậy, và câu chuyện nó đã bắt đầu từ tuần trước. Xin thưa với quý vị là câu chuyện lùm xùm như thế nào? Đó là câu chuyện của công ty truyền thông Twitter khi họ ra thông báo là sẽ chuyển giao tài khoản của Tổng thống Hoa Kỳ và tài khoản của Tổng thống Phu nhân Hoa Kỳ mà hiện nay là ông Tổng thống Donald Trump đang nắm giữ và bà đệ nhất phu nhân Melania Trump đang nắm giữ. Thì họ cho biết rằng đến ngày 20 tháng Giêng sau 12:01 năm 2021 thì công ty Twitter sẽ tịch thu những cái tài khoản này và sẽ giao cho tân tổng thống và tân đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ. Thưa quý vị, đó là cái thông báo đầu tiên. Thì bên phía tổng thống đắc cử Joe Biden rất là hoan hỷ về cái việc mà tịch thu tài khoản của tổng thống đương kim và tổng thống phu nhân đương kim để mà giao cho tân tổng thống. Nhưng sau đó thì tin tức cho biết rằng là công ty Twitter sẽ giao tài khoản của tổng thống và tài khoản của tổng thống phu nhân với con số là zero sub, tức là không có người đăng ký. Thưa quý vị, toàn bộ những người đăng ký cho tài khoản tổng thống đương kim sẽ bị xóa sạch và giao lại một cái tài khoản trống rỗng và không có người đăng ký. Thì xin thưa là như vậy. Thì ngay lập tức phía tổng thống Joe Biden, tức là tổng thống tân cử, họ phản đối ồn ào và họ nói rằng đây là chiêu trò chính trị của phe tổng thống Donald Trump bằng cách là gây khó khăn cho tân tổng thống Joe Biden, được coi như là sẽ đắc cử sau ngày 20 tháng Giêng 2021. Tuy nhiên trong vụ việc này thì tổng thống Donald Trump bị oan, nhưng mà phía tân tổng thống đắc cử Joe Biden cứ đổ tội cho rằng là ông Donald Trump cố tình xóa đi cái số người đăng ký. Thực chất thì đây là cái quyền của chủ tài khoản, muốn xóa bất cứ ai thì chỉ việc unsubscribe, thưa quý vị, rất đơn giản. Tuy nhiên tin tức mới cho biết rằng đây là chính sách của công ty Twitter. Họ sẽ xóa tất cả những người đã đăng ký vào tài khoản của ông Tổng thống đương kim Donald Trump. Và họ cho rằng đây là một cái sự công bằng, vì cái số lượng đăng ký vào kênh của ông Tổng thống Donald Trump và kênh của bà Tổng thống phu nhân Melania Trump là công sức của hai người. Do đó không có lý do gì mà chuyển giao cho người khác. Thưa quý vị, quý vị được quyền thừa hưởng tài khoản nhưng không thừa hưởng được cái số lượng người đăng ký trên mấy trăm triệu người subscriber. Thưa quý vị, có thể nói là một cái lượng subscriber khủng nhất nước Mỹ. Nhưng mà phía ông Joe Biden qua phát ngôn viên Cameron French phản đối công ty Twitter, nói rằng sự chuyển giao tài khoản phải chuyển giao luôn cả những người subscriber. Tuy nhiên công ty Twitter cho biết rằng họ sẽ không làm điều đó vì đó là không công bằng cho tổng thống Donald Trump, công sức của ông Donald Trump, và không có được sự đồng ý của ông Donald Trump. Do đó họ không chuyển giao tài khoản với cái số lượng subscriber khủng, tức là người đăng ký khủng, mà ông Joe Biden phải tự mình đi kiếm người subscriber, tăng cái lượng subscriber do chính công sức của mình. Thưa quý vị,
ở đây là không có quyền thừa hưởng công sức của người khác. Thì đây là một vấn đề pháp lý mà tranh chấp chắc chắn là mình phía ông Joe Biden không hài lòng với một cái số tài khoản mà họ nhận được, nhưng mà chỉ là zero hay là con số không về người đăng ký. Thì chúng ta biết rằng để mà tạo một cái lượng subscriber khủng như thế thì ông bà đương kim tổng thống Donald Trump và bà đệ nhất phu nhân Melania Trump đã phải tiêu tốn rất nhiều thời gian, rất nhiều công sức để tạo dựng nên một cái mà chúng tôi tạm gọi là đế chế tổng thống Trump trên không gian mạng. Và không có luật pháp nào bắt ông tổng thống tiền nhiệm giao tài sản cho ông tổng thống kế nhiệm, thưa quý vị, vì đây là tài sản riêng của ông tổng thống Donald Trump, công sức riêng của ông tổng thống Donald Trump, và phe ông Joe Biden không đóng góp một xu, một cái thời lượng nào trên cái tài khoản này. Tuy nhiên, bên phe ông tổng thống đắc cử Joe Biden vẫn kèo nhèo, vẫn lên tiếng ồn ào về công ty Twitter, vẫn nêu ra cái lập luận rằng ông tổng thống Donald Trump đã tác động về chính trị và muốn phá rối ông Joe Biden. Và công ty Twitter họ nói rằng là những cái cáo buộc như thế là vô căn cứ và thật sự là không công bằng cho ông tổng thống Donald Trump, thưa quý vị. Có thể nói là công sức người khác bỗng nhiên được thừa hưởng mà không có một cái giấy tờ nào cam kết là sẽ giao cho cái người thừa hưởng. Do đó công ty Twitter sẽ bàn giao những cái tài khoản rỗng cho bên phe ông Joe Biden nếu ông là tân tổng thống đắc cử vào ngày 20 tháng Giêng sau 12 giờ 0 phút trưa năm 2020. Có thể nói đây là một cái vụ lùm xùm về vấn đề thừa hưởng, thừa kế, rồi vấn đề gọi là có động thái chính trị hay không. Nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng công ty Twitter cũng rất công bằng với ông Tổng thống Donald Trump và bà Melania Trump. Do đó họ quyết định đưa ra, mặc dù họ sẽ bị áp lực và sức ép rất kinh khủng từ đảng Dân Chủ, từ tổng thống kế nhiệm Joe Biden, nhưng mà đạo luật truyền thông và đạo đức truyền thông thì không cho phép họ bàn giao công sức của người khác là ông Donald Trump cho một ông mới là ông Joe Biden, thưa quý vị. Chúng tôi nghĩ rằng công ty Twitter rất công bằng về vấn đề này, nhưng mà chúng tôi cũng biết là phe ông Joe Biden đang làm sùm về vấn đề mà họ cho rằng là công ty Twitter đã chơi xấu ông Joe Biden, đưa ra một cái tài khoản mà không có subscriber. Tuy nhiên, rất nhiều cộng đồng mạng cũng đã lên án phía ông Joe Biden, nói rằng phía ông Joe Biden là quá tham lam và không đúng đạo đức. Và việc mà ông Joe Biden tự hào rằng có hàng 70-80 triệu người đã bỏ phiếu, vậy thì họ nên đăng ký vào cái kênh POTUS, tức là một cái kênh của tân tổng thống Joe Biden, lập nên một cái đế chế mới của chính riêng Joe Biden và bà phó tổng thống Kamala Harris, thưa quý vị. Họ nói rằng là đã có người ủng hộ thì tại sao mà cứ lèn èn lằng nhằng đòi công ty Twitter giao cho tài khoản hàng 100 triệu người follower, hàng 100 triệu người subscriber. Đây là không công bằng. Không phải là tài khoản của anh, cũng không phải là công sức của anh, anh cũng không bỏ tiền mua, tất cả là từ trên trời rơi xuống, và anh thừa hưởng của người khác là không được. Do đó rất nhiều người đã phản đối phe ông Joe Biden vì cái sự tham lam quá độ, mở ngoặc và đóng ngoặc, về cái sự gọi là muốn chiếm đoạt hoặc là muốn chiếm quyền sở hữu của công sức người khác, thưa quý vị.
chắc chắn cái vụ tranh chấp về vấn đề tài khoản rỗng hoặc là tài khoản y nguyên nó sẽ âm ỉ cho tới ngày 20 tháng Giêng 2021 thưa quý vị. Và chắc chắn là công ty Twitter không có gì làm sai hết, mặc dù bên phía ông Joe Biden đe dọa sẽ kiện, sẽ đưa ra tòa này nọ, nhưng mà công ty Twitter vẫn giữ vững lập trường và thông báo mới nhất họ sẽ đưa cho account, tức là tài khoản với con số 00 mà thôi thưa quý vị. Thì xin thưa quý vị là câu chuyện nó lùm xùm như thế, và chương trình từ thủ đô đến nay tạm chấm dứt. Xin trân trọng cảm ơn quý vị và xin hẹn quý vị trong chương trình kỳ tới. Thì chương trình từ thủ đô đến nay tạm chấm dứt. Xin trân trọng cảm ơn quý vị. Xin hẹn quý vị trong chương trình kỳ tới.